Thật ra thì mình cũng chưa có bị đeo dạ dày, thi thoảng là cũng có hơi đầy bụng khó tiêu một chút thôi. Đấy, vì công việc hay phải đi tiếp khách này, cũng như là phải uống rượu bia mà rồi thì ăn uống cũng không được đúng giờ giấc, nên là vợ mình ở nhà cũng lo, cũng tìm hiểu các bài thuốc uống tốt cho tiêu hóa này, rồi thì cũng làm cho mình uống tam thất với mật ong này, rồi thì nghệ mật ong này, nhưng mà mình không uống được, mỗi lần uống thì thấy rất sợ. Đấy, thì sau này bà xã cũng nghiên cứu và mua cho mình sử dụng thêm các thực phẩm chức năng để bổ sung, phòng bệnh trước còn hơn là phải để chữa bệnh. Đấy, chưa với cái thói quen sinh hoạt như mình bây giờ ấy thì bà ấy bảo là không sớm thì muộn cũng bị đọa dày, nên là cứ phải uống cho yên tâm. Trước khi dùng cái viên nghệ Kumanotech này ấy, thì mình cũng đã phải thử qua rất là nhiều sản phẩm dạng nước khác, thế nhưng mà thực sự là rất là khó uống, uống thì cứ lợ lợ, tạo cảm giác buồn nôn ấy, nên là mình cũng không duy trì được đều đặn trong một thời gian dài, mà uống cũng không thấy khác biệt mấy. Đấy, sau đó thì bà xã cũng có tìm hiểu thấy cái sản phẩm viên tinh nghệ là Kumanotech này này, với thành phần hoàn toàn là thiên nhiên thôi. Đấy, như là tinh nghệ này, sáp ong này, mà là dạng viên nén rồi, nên là mua về cho mình sử dụng. Mình thì thực sự là cũng chưa bị đọa dày mấy đâu. Đấy, nhưng mà uống cái viên tinh nghệ xong ấy thì thấy là nó tiêu hóa tốt hơn. Trước đây thì thi thoảng có hiện tượng đầy hơi, trướng bụng, nhưng bây giờ thì không thấy bị nữa. Đấy, ăn ngon miệng hơn này, tiêu hóa tốt này, ăn no ngủ ngon, chung là cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Đi ăn uống này, tiếp khách thì cũng không phải suy nghĩ vì sợ bia rượu vào rồi đọa dày nữa. Giờ đều đặn hai vợ chồng ngày nào cũng uống một viên tinh nghệ Kumanotech này, trước khi ăn là làm một viên là yên tâm. Từ giờ thì cứ trung thành về viên uống tinh nghệ thôi, vì trước đây cũng thử vài sản phẩm khác mà thấy cũng không hiệu quả và hợp những cái viên tinh nghệ này. Mọi người cũng nên tìm hiểu qua cái sản phẩm hỗ trợ này để bổ sung cho cơ thể mình luôn được khỏe mạnh này, chứ đến lúc bị bệnh rồi